Cao nguyên Tây Tạng có đỉnh núi Everest cao nhất thế giới, đồng thời là nơi khởi nguồn của nhiều dòng sông lớn ở châu Á. Nơi đây không có cây cao mà chủ yếu là những đồng cỏ rộng lớn trên các sườn núi. Khí hậu ở vùng núi cao này có phần khắc nghiệt với sự phân chia rõ rệt giữa các mùa. Mặc dù vậy, Tây Tạng lại là thiên đường của rất nhiều loài vật hoang dã. Trong chương trình Thế giới động vật hôm nay, mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng đến cao nguyên Tây Tạng để tìm hiểu về cuộc sống của những loài vật hoang dã nơi đây. Cao nguyên Tây Tạng là một trong những nơi có mưa đá nhiều nhất thế giới. Cơn mưa đá đột ngột đổ xuống không chỉ làm sốc đất, thỏ Bika gặp nạn, mà nhiều con vật chưa trưởng thành của những loài khác trên cao nguyên cũng đối mặt với nguy hiểm, trong đó có kền kền. Con kền kền con này đã rơi ra khỏi tổ và kẹt lại bên sườn núi. Rất may cho nó là vẫn còn sống sót. Khi không còn trú ẩn trong cái tổ trên vách đá treo leo, thì nó rất dễ bị những kẻ săn mồi khác như cáo, sói, chó chăn gia súc bắt lấy. Giờ đây chỉ có kền kền cha mẹ mới có thể cứu được nó. Thời gian của nó không còn nhiều, nó đang mong chờ chim cha mẹ trở về từng giây, từng phút. Nước mưa đã làm ướt hết bộ lông của các loài chim nói chung và chim kền kền nói riêng. Chỉ khi bộ lông được khô ráo, chúng mới có thể bay lên được. Có lẽ chim kền kền cha mẹ cũng đang bị ướt nên chưa thể bay đi tìm con. Do vừa bị thương vừa bị lạnh nên kền kền càng lúc càng suy kiệt sức lực. Và rồi nó không còn đủ sức chờ đợi chim cha mẹ đến cứu giúp nữa. Bây giờ nếu kền kền cha mẹ tìm đến thì cũng không còn kịp nữa rồi. Loài kền kền Himalaya ít khi cất tiếng kêu vang. Đôi kền kền này vừa mất đi chim con duy nhất trong mùa sinh sản năm nay. Điều giúp chúng giải tỏa nỗi đau lúc này có lẽ là miệt mài bay lượn trên bầu trời. Chúng đã bay như thế rất lâu, mãi đến khi mặt trời khuất bóng, chúng mới ngừng bay. Người dân địa phương cho biết, sáng hôm sau, họ lại thấy chúng tiếp tục bay như thế và thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu, nghe rất thảm thiết. Một năm mới lại bắt đầu. Tiết trời trên cao nguyên Tây Tạng vẫn còn rét buốt. Tháng 2 là thời gian lạnh giá nhất trong năm ở cao nguyên này. Nhiệt độ đôi khi xuống đến mức âm 40 độ C. Trong tiết trời giá rét, các loài vật hoang dã vẫn phải đi tìm thức ăn để tồn tại. Trong sự khắc nghiệt của thời tiết, các loài vật càng thể hiện sức sống mạnh mẽ của chúng. Tại một nơi quang vắng trên núi Côn Lôn, người dân địa phương lại thấy đôi chim kền kền Himalaya mất con trong năm trước. Năm nay chúng chuẩn bị làm tổ để đón chào thế hệ mới. Chúng làm tổ bên một vách núi đá treo leo có độ cao khoảng 4.800 mét so với mực nước biển. Loài chim này luôn làm tổ ở nơi cao và hiểm trở để chim con không bị những kẻ săn mồi khác bắt mất.
Sau khoảng 2 tháng được kim cha mẹ ấp trong tổ, trứng chim cền cền đã nở. Vừa mổ vỏ chui ra chưa bao lâu, con chim non bắt đầu cất những tiếng kêu yếu ớt đầu đời. Khi cao nguyên Tây Tạng bước vào tháng 4 thì băng tuyết nơi đây mới dần tan chảy. Điều này có nghĩa bây giờ mùa xuân mới thật sự đến với cao nguyên cao nhất thế giới này. Những loài vật ngủ đông bắt đầu tỉnh dậy để hòa mình cùng bầu không khí vui tươi tràn đầy sức sống nơi đây. Những tia nắng xuân ngấm áp bắt đầu tỏa chiếu ngày càng nhiều hơn, nhằm xua đi sự giá rét trên cao nguyên. Từ âm 40 độ C vào tháng 2, giờ nhiệt độ nơi đây đã lên đến hơn 20 độ C. Tuy nhiên, đối với không ít loài, nơi này vẫn còn khắc nghiệt đối với chúng. Các đồng cỏ vẫn chưa phát triển và thức ăn vẫn rất khan hiếm. Cuộc chiến sinh tồn của chúng tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Riêng đối với loài cền cền Himalaya, đây lại là khoảng thời gian chúng có cuộc sống no đủ nhất trong năm, do có nhiều loài vật chết vì thiếu thức ăn. Điều này hoàn toàn trái ngược với mùa hè. Qua thống kê, các nhà động vật học nhận thấy những năm gần đây, số lượng cền cền chết vì đói vào mùa hè ngày càng tăng. Cền cền là loài chim thiên đối với người dân Tây Tạng. Chúng được xem là chim thần của núi tuyết và có thể mang linh hồn người chết đến với thần linh. Do tình trạng biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp, nên cuộc sống của chim cền cền cũng như nhiều loài vật khác trên cao nguyên Tây Tạng gặp nhiều khó khăn. Đôi chim cền cền cha mẹ đã bay trên bầu trời suốt 2 ngày qua để tìm thức ăn về nuôi chim con. Nhưng đến giờ, chúng vẫn chưa tìm được chút thức ăn nào. Tuy mệt mỏi, nhưng đôi chim không dừng lại nghỉ ngơi. Sứ mệnh nuôi con đang đè nặng lên đôi vai của chúng. Tiếng kêu của chim con trong tổ chính là động lực tiếp sức cho đôi chim cha mẹ. Trước tình hình ngày càng khó khăn, người dân ở Tây Tạng đã lập kế hoạch cứu giúp loài chim thiên này. Việc họ có thể làm là tìm xác động vật chết rồi mang đến đặt gần nơi có tổ chim cền cền. Khi đã bắt tay vào việc, họ mới biết việc tìm xác động vật hoàn toàn chẳng dễ dàng chút nào. Để tìm xác động vật, họ phải lái xe đến rất nhiều nơi, từ những nơi hoang vu xa xôi đến những đồng cỏ mà con người chăn thả gia súc. Bất kỳ nơi đâu có thể tìm thấy thức ăn cho cền cền, họ đều tìm đến. Với sự giúp sức này, những con cền cền con mới có cơ hội lớn lên và tung cánh bay lên trời cao. Ở đằng kia có một cái xác động vật vừa chết chưa bao lâu đấy. Có lẽ nó sẽ giúp cung cấp được phần nào thức ăn cho cền cền con. Thỉnh thoảng quanh đây có những con vật chết vì đói. Giờ ở đây có con người sinh sống, nên các loài chim to lớn ít khi bay đến. Những con đại bàng, cền cền mới trưởng thành càng không dám đến khu vực này tìm thức ăn.
Trong lúc đói kém nhất, chim cha mẹ may mắn tìm thấy một cái xác ngựa quen dưới chân núi. Đã có rất nhiều con kền kền khác tập trung quanh cái xác để cùng nhau chia sẻ thức ăn. Nó cũng muốn góp mặt để lấy một ít thức ăn mang về cho con. Có điều không may là chim cha không chỉ tranh chấp với các con kền kền khác mà còn bị những con chó chăn thả gia súc xua đuổi. Lát sau, kền kền cha đành phải rời đi để tiếp tục hành trình tìm kiếm thức ăn. Nếu tranh giành thức ăn với những con chó chăn gia súc thì nó tất sẽ bị thương. Nhà sư tên Trác Tây này đang rất lo lắng vì mấy ngày qua ông không thấy kền kền cha trở về tổ. Ông lo ngại có điều gì đó bất ổn xảy đến với nó. Vào một buổi sáng nọ, ông nhìn thấy xác của kền kền cha ở chân vách núi đá, cách tổ của nó rất gần. Nó chết vì đói với cái dạ dày trống rỗng. Dù không có được thức ăn, nhưng nó vẫn cố trở về tổ để thăm con và chết ở vách núi đá này. Chỉ còn một đoạn rất ngắn là về đến tổ, nhưng kền kền cha đã không đủ sức bay về để gặp được con lần cuối. Tuy nhiên, đây không phải là bi kịch của mỗi chim cha. Cuộc sống của chim con sẽ đi về đâu khi không còn nhận được sự chăm sóc của chim cha như trước nữa? Người dân Tây Tạng có câu nói, người mất bạn đời sẽ chết một năm, chim mất bạn đời sẽ chết trọn đời. Loài chim được nói đến đây chính là kền kền Himalaya. Suốt cuộc đời loài chim này chỉ có một bạn đời. Do vậy, nếu kền kền trống chết thì chim mái cũng không thể sinh sản nữa. Trong thế giới chim kền kền Himalaya, chim con có thể trưởng thành là nhờ vào sự chăm sóc nuôi nấng của cả chim cha lẫn chim mẹ. Nay chỉ còn lại chim mẹ thì sự khó khăn của gia đình chim này càng tăng lên nhiều lần. Mặc dù vậy, kền kền mẹ chưa từng có ý định bỏ mặc chim con. Đây là một ngày hè trên cao nguyên Tây Tạng, ở nơi có độ cao hơn 4.500m so với mực nước biển. Băng tuyết ở đây vẫn còn phủ rất dày. Dù đang là tháng 6, tháng 7, nhưng cao nguyên Tây Tạng vẫn có tuyết rơi. Từ lâu, con người và động vật trên cao nguyên đã quen với hiện tượng này. Mặc dù trời đang đổ tuyết, nhưng nhà sư Trác Tây vẫn tất bật với việc cứu giúp các tổ chim kền kền. Hôm nay có một người dân thông báo với ông về việc cho nội tạng và thịt một con bò Tây Tạng để làm thức ăn cho kền kền.
Tôi đến đây để nhận xác bò. Tôi sẽ mang nó đi thế nào đây? Tôi đã cắt thịt và cho vào một cái túi lớn. Bây giờ mời sư vào nhà uống trà. Nhà sư trắng tay đem một cái đùi bò đặt ở gần một cái tổ chim cền cền. Ông hy vọng cền cền sẽ nhanh chóng tìm tới. Điều ông mong mỏi là ngày càng có nhiều người dân tặng xác động vật cho cền cền. Ông biết rằng công việc này của ông không chỉ thực hiện trong năm nay hay vài năm tới, mà còn phải làm trong rất nhiều năm nữa. Rất nhiều con cền cền đói lả đã bay đến cùng nhau thưởng thức phần thức ăn ngon hiếm hoi này. Hầu hết chúng đều là những con cền cền mái. Người dân cao nguyên Tây Tạng ngày càng có ý thức trong việc bảo vệ, cứu giúp loài chim cền cền Himalaya. Không ít chim mái và chim con đã được cứu sống trong những năm gần đây là nhờ những phần thức ăn mà người ta cho chúng. Qua thống kê, các nhà động vật học nhận thấy số lượng chim cền cền Himalaya không còn sụt giảm như trước mà đã dần gia tăng, tuy là chưa nhiều. Người dân vùng núi này hy vọng với sự chung tay giúp sức của cộng đồng, loài chim thiên này sẽ phục hồi số lượng như cách đây mấy mươi năm. Chương trình Thế giới Động vật hôm nay đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn đón xem những nội dung khác vào kỳ phát sóng tuần sau. Mến chào tạm biệt.